mất danh dự, mất rất nhiều, nhưng mà mất dũng cảm là mất tất cả. Vấn đề các em có đủ dũng cảm để đứng lên hay không? Thì tôi nghĩ rằng đa số các em là đều là gia đình khá giả, chứ không phải là nghèo đâu. Em Trần Công Minh thậm chí là gia đình còn đang ở nước ngoài nữa cơ. Sau án phạt từ VFF, các cầu thủ trẻ Đồng Tháp trong vụ bán độ tiếp tục nhận thêm án phạt từ FIFA. Vụ việc này khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bởi trong danh sách 11 cầu thủ dính án phạt có nhiều gương mặt từng được tập trung vào đội tuyển U19 Việt Nam như Trần Công Minh, Võ Minh Trọng, Kha Tấn Tài. Tôi nghĩ rằng là nó có hai cái nguyên nhân đó. Cái nguyên nhân mà khách quan mà nói thì rõ ràng là hiện nay cùng với cái sự phát triển của bóng đá, bóng đá đi lên chuyên nghiệp, rồi bóng đá phong trào cũng phát triển, thì cái loại tội phạm có tổ chức họ cũng tìm cách họ xâm nhập vào bóng đá để họ lợi dụng các cái hoạt động thi đấu bóng đá để họ làm giàu cho bản thân họ hoặc là tổ chức họ bằng những cái hình thức là cá độ, cá cược, rồi tổ chức cá độ bất hợp pháp. Cái vấn đề thứ hai ở đây thì tôi nghĩ rằng nó thuộc về vấn đề chủ quan thôi. Bởi vì rõ ràng là như chúng ta biết thì Đồng Tháp làm cái công tác đào tạo cầu thủ trẻ, thì khi các em được đưa vào cái hệ thống đào tạo, tức là các em được tuyển chọn vào một cái hệ thống đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ cho Đồng Tháp, thì đa số các em mới 11, 12 tuổi thôi. Các em đã rời xa gia đình, lên ăn ở tập trung và dưới sự quản lý của câu lạc bộ và hướng dẫn về chuyên môn và giáo dục của các thầy. Việc mà các em sa vào những cái hiện tượng tiêu cực như thế, tức là tôi nghĩ rằng nó là cá độ đó, tổ chức đánh bạc mà coi như là bất hợp pháp, thì nó là nguyên nhân đến từ người lớn chúng ta, tức là cái công tác quản lý, nuôi dưỡng rồi đào tạo giáo dục các em chúng ta còn rất nhiều hạn chế. Rồi từ cái sự giáo dục không tốt, rồi dạy dỗ các em không tốt, rồi các em bị những cái tổ chức cá độ bất hợp pháp, nó tìm cách nó thâm nhập, nó tiếp cận, rồi sau khi rồi dụ dỗ các em vào cuộc chơi luôn, thấy không? Cho các em chơi, cho các em thắng độ, các em thấy kiếm tiền dễ quá, thì các em sẽ đi theo cái con đường đó, thì cái điều này rất là thấy nguy hiểm. Cái điều kiện mà chế độ nuôi dưỡng các em hiện nay á, mặc dù là nhà nước mình cũng rất là quan tâm, nhưng mà rõ ràng để đáp ứng thực sự cho cái công tác mà đào tạo các em á, đáp ứng được cho cái sự phát triển của các em á, thì nó cũng còn hạn chế. Do đó, đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà cũng góp phần để mà làm cho các em nó dẫn đến tội phạm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái trường hợp của Đồng Tháp chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng đa số các em là đều là gia đình khá giả, chứ không phải là nghèo đâu. Em Trần Công Minh thậm chí là gia đình còn đang ở nước ngoài nữa cơ. Nhưng mà trong một cái khúc bồng bột, không? Tức là cái công tác giáo dục của mình, các em nó muốn thể hiện mình, nhưng mà với cái sự mà lôi kéo của những cái tổ chức tội phạm. Thí dụ có thể Công Minh không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà tham gia cá độ đâu, nhưng mà như chúng ta biết là cái em cầm đầu là em Huỳnh Văn Tiến á, đúng không? Đúng. Em nó cầm đầu, nó bị cái tổ chức tội phạm nó mua chuộc, đúng không? Và bằng cái mối quan hệ bạn bè, em Tiến mới lôi kéo những người này theo, nó rủ rê. Chứ còn thực tế những em mà bị rủ rê, tôi nghĩ nhiều lúc là các em là hoàn cảnh gia đình kinh tế cũng rất là tốt, gia đình con nhà giàu khá giả không đó, chứ không phải là nghèo. Thì tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân kinh tế cũng là một nguyên nhân, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là nguyên nhân chính, mà cái nguyên nhân chính hiện nay là cái giáo dục của mình. Trong 11 cầu thủ dính án phạt trên, Trần Công Minh là cầu thủ khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, bởi đây là cái tên tài năng mà bóng đá Đồng Tháp đã sản sinh ra trong những năm gần đây. Công Minh sở hữu lối chơi kỹ thuật và rất tốc độ. Cầu thủ này được mệnh danh là ông vua giải trẻ với hàng loạt danh hiệu nhận được từ các giải U15, U17 hay U19. Gần nhất, Trần Công Minh được gọi lên đội tuyển U20 Việt Nam tham dự BTV Cup 2019 và có màn trình diễn đầy ấn tượng. Ở trong một chừng mực nào đó, như tôi đã nói mà, thì em là một cái cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.
Nhưng mà để trở thành được một cầu thủ giỏi thì nó còn một cái chặng đường hết sức là gian nan. Đòi hỏi em phải nỗ lực rất là nhiều. Cái điều đầu tiên là nếu Trần Công Minh xác định lấy bóng đá nó là cái niềm đam mê và nó là nghề nghiệp của mình thì bản thân em là phải nỗ lực phấn đấu rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng những cái biện pháp vừa rồi của các anh ở dưới Đồng Tháp đó, những người quản lý của anh đã cho Công Minh cơ hội rồi, đúng không? Thậm chí còn muốn giấu liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn mà. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ vấn đề là Công Minh. Công Minh phải biết đứng dậy. Tôi làm công tác đào tạo trẻ thì tôi hay thường nói với mấy con á, mất tiền bạc là không mất gì hết, mất danh dự mất rất nhiều, nhưng mà mất dũng cảm là mất tất cả. Vấn đề các em có đủ dũng cảm để đứng lên hay không. Các em đã mất rất nhiều rồi đó, mất nhiều rồi, nhưng mà nếu các em không đủ dũng cảm để đứng lên thì các em sẽ mất hết. Vấn đề là phải tạo điều kiện, nhưng mà bản thân em phải đủ dũng cảm. Dĩ nhiên là những người thầy trực tiếp quản lý hiện nay, huấn luyện các em, dạy dỗ các em hiện nay phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên các em để vượt qua cái giai đoạn này. Bởi vì suy cho cùng các em vẫn là lỗi của người lớn chứ không phải lỗi của các em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.